Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Tiki Food của mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái món ăn rất là đơn giản, đó là cá trê kho tiêu, cá trê kho tổ tiêu xanh ha. Thì để làm cái món này mình đã chuẩn bị các nguyên liệu như sau. Thì các bạn thấy đây, rất là hấp dẫn nha. Đấy. Thì mình đã chuẩn bị cái món này ha, ăn với lại cơm nóng và mình cũng có thể ăn với bánh tráng và rau sống kèm với lại cái thịt kho này ha. Các bạn hãy theo chân mình nha. Cái món cá trê kho tổ các bạn, mình đã chuẩn bị các món nguyên liệu sau. Thì nói thiệt với anh em, bữa nay là cũng là khoe chiến tích thôi. Đây là cái con cá trê xong. Hồi tối mình đi câu, câu đêm á, ở sông Cùng với Dầu Tiếng á các bạn. Con cá này cũng 8 lạng ha. Thì mình bằng sạch và mình khứa một khứa khứa ra như đây rồi các bạn ha. Rồi để kho cá này thì mình có các nguyên liệu như mình ăn với rau sống, ăn với xoài với lại dưa leo. Và ở đây thì mình kho với lại tiêu xanh ha, kho bằng tiêu xanh, kho tổ tiêu xanh. Ở đây là một cái trái ớt sừng, nhưng mà ớt sừng không cay nha các bạn. Và mình cần hành lá, là các nguyên liệu thông dụng như là cà no, đường, bột ngọt, tiêu và hành băm, tỏi băm. Còn có dầu ăn và nước mắm nữa các bạn. Bây giờ chúng ta tiến hành làm luôn nha các bạn. Trước tiên là mình cho một cái chảo lên, hoặc là một cái nồi cũng được, chúng ta cho tí xíu dầu ăn lên. Các bạn lưu ý là ở đây dầu ăn đó mình cho vô ít thôi, và mình dặn là khi dầu ăn nó nóng đó, mình dặn ra nhỏ thôi. Rồi mình cho một ít đường vô để mình tạo màu kích tráng cho nó đẹp nha, tạo màu kho đó các bạn. Cho khoảng một muỗng rưỡi đường thôi. Cái này thì mình từ từ mình quấy ha, khi nào nó tạo ra cái màu ấy thôi, các bạn đừng có làm như thế. Rồi các bạn ơi, khi mà mình thắng màu nó vừa ngả màu vàng như này, mình tắt ra liền nha các bạn. Rồi mình cho hết cái phần cá nó vô liền. Rồi bây giờ chúng ta nêm nha. Để cho cái phần cá này nó thơm á, thì mình cho hết cái phần hành băm, tỏi băm vô đây. Rồi mình cho phần cà no vô. Cho ít thôi nha các bạn. Để có gì mình nêm lại sao ha. Cho phần đường ngọt vô. Cho hết phần tiêu vô. Và ở đây mình cho hết cái phần đường này còn lại luôn. Và mình cho thêm nước mắm nha các bạn. Ở đây mình sử dụng cái nước mắm ngon ha. Mình cho khoảng 2 muỗng nước mắm ngon ha. Rồi, còn cái phần tiêu xanh đó các bạn, chút nữa mình kho chín đi rồi cắt, bắt đầu mình múc ra cho bé riêng ha. Nếu nhà nào có bé nhỏ mình múc ra riêng, rồi không mình giả cái tiêu đó mình bỏ vô mình kho. Rồi mình trộn cái này lên, mình ướp khoảng 15 phút nha các bạn. Thì mình bắt đầu lên mình kho ha. Đầu tiên là mình hãy trở lại cho nó săn cái mặt con cá trước đã. Còn cái phần ớt sừng mà không cay hồi nãy mình giới thiệu các bạn, đây nè. Thì mình băm nhuyễn ra mình bỏ vô đây luôn ha, này lớn không cay, không có cay nha. Mình bỏ vô ngay từ đầu này luôn, đừng cho nó tan ra, đừng nó có cái màu con cá rất là đẹp ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ cho hai cá này chúng ta đảo nha, đảo liên tục để cho nó săn cái mặt đó các bạn. Đó. Ha, mình đảo ha. Các bạn nhớ là đảo nha, khi chúng ta chế nước vô lần cá nó chín là nó không đảo được, nó dễ bị rã cá rồi. Rồi, bây giờ mình cho nước vô các bạn. Cái này là mình cũng có thể kho nước dừa, mình cũng có thể kho nước lọc được các bạn ha. Bây giờ mình nhỏ lửa đi thôi. Rồi bây giờ mình kho nhỏ lửa đi riêng, mình đậy nắp lại đến khi nào nước nó rút sình sạch là được nha các bạn. Rồi các bạn, sau khi mình kho khoảng 15-20 phút gì đó mà nó cạn nước sình sạch vậy nè ha, mình nhỏ lửa chút. Rồi cái phần hành lá hồi nãy các bạn mình cắt nhuyễn ra ha, giờ mình cho vô hết luôn. Rồi đặc biệt là tiêu xanh hồi nãy giờ mình dùng cái cối mình giải nhuyễn ra ha. Rồi lưu ý là ở nhà mình á, có bé nhỏ thì mình nên múc tiêu ra ha, mình nên múc cá ra trước khi mình bỏ tiêu vô để nó cay nó ăn được. Nhưng mà cái món này thì phải kho cay, cá trê phải kho cay cho nó ngon ha các bạn. Rồi các bạn thấy hấp dẫn không? Đó. Bây giờ mình chỉ cần múc ra đĩa ra tô thôi ha các bạn ha. Rồi các bạn, mình công đoạn mình đã kho xong rồi, mình đã trình bày ra một cái mâm như thế này ha. Thì với món cá trê kho tổ tiêu xanh
thì mình có thể ăn kèm với cơm ha, cơm nóng ha, và cơm chiên cũng được. Rồi ở đây thì mình đó có chuẩn bị rau sống nè, rồi xoài, rồi mình ăn với dưa leo, và đặc biệt là mình có làm thêm cái chén nước mắm ngọt, chua ngọt nữa các bạn ơi, để mình ăn với lại cái bánh tráng ha. Thì mình kẹp cái thịt cá trê này vô, mình ăn cái đó là hết là bắt mắt nha. Như vậy thì mình đã chia sẻ các bạn một cái món rất là đơn giản đúng không? Rồi mình sẽ ăn thử cái món này coi xem sao nha. Trước tiên là thôi mình ăn cái bánh tráng đi. Mình nói thật là mình thích bánh tráng nhất. Bây giờ mình ăn cái bánh tráng. Bây giờ bánh tráng mình sẽ bánh tráng này mình là non ngon lắm cho nên mình không cần phải cúng nhúng nước nha. Mình nhúng cuống rau đi ha. Rồi. Cuống rau. Mình cho thử một miếng xoài nhỏ vô ha. Cái này xoài chua nha các bạn. Rồi bây giờ mình gắp một miếng cá nha. Cái cá của mình nó cái này là cá sông nha các bạn, cho nên nó cũng rất là dai, ăn rất ngon mà nó không có tanh nha. Cá trê thì chúng ta làm chúng ta lưu ý là chúng ta nhớ lấy hai cục máu tanh hai bên hông đó các bạn. Rồi nhưng chúng ta cuốn lại ha. Rồi bây giờ mình thử chấm với cái nước mắm chua ngọt nha. Vô cùng tuyệt vời. Cái vị mặn cay, cái vị mặn cay và vị thơm của thịt cá và kèm theo cái vị chua của xoài nè. Cái vị rau nè, ở đây có cái rau không? Cái này là gì? À thỏi nhái, bông thỏi nhái các bạn. Ăn hồi cái này kết hợp với cái này thật sự là rất là đã. Ngon lắm các bạn ơi. Cái này là món cá trê kho tỏi tiêu xanh, là cũng theo biến tấu của bản thân mình nha, chứ người ta ăn với cơm không à, không ai mà bưng mà ăn với. Nhưng mà mình đã chỉ cần biến tấu một chút xíu thôi, mình đã đem lại cho gia đình mình món ăn rất là ngon các bạn ha. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn món ăn rất là ngon từ món cá trê ha. Các bạn thành công, có một ngày vui vẻ nha. Các bạn thấy cái clip này hay á và ý nghĩa thì hãy cho mình một like, một share và đăng ký cái kênh của mình để ủng hộ mình nha. Nhớ đăng ký kênh, các bạn phải nhấn cái chuông ở bên phải để nhận được những cái thông báo về những cái video clip mới nhất của mình. Mình cũng thông báo luôn là mỗi một ngày á mình sẽ cho ra hai món ăn. Một buổi sáng thì mình up vào khoảng 9 giờ sáng và buổi tối thì khoảng 7 đến 8 giờ tối ha. Mình sẽ up đều cho các bạn xem và chia sẻ những món ăn gia đình. Thì mong là các bạn hãy ủng hộ và chia sẻ giúp mình cái video clip này. Chào các bạn, chào mọi người. Chúc mọi người thành công. Chào các bạn thành công nha. Ngon miệng nha.